Thời đã đến với tuổi Giáp Dần 1974 trong tháng 8 âm lịch năm 2023, bùng lộc trúng lớn, trả sạch nợ nần, mua nhà lầu, sắm xe sang, đổi đời đại gia do nứt đố đổ vách. Con người sống trên chốn hồng trần, số kiếp ông trời đã định phân, vui, buồn, bất hạnh hay may mắn. Người quá giàu sang, kẻ thiếu phần, người khổ biết vượt qua số phận, ăn ở hiền lành, khỏe tâm thân. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phú Quý Phát Tài. Quý vị thân mến, Khổng Tử có câu, thời vận không thông, mưu cầu vô ích. Mọi việc trên đời đều phải tuân theo đúng vận trình đời người, vận quốc gia dân tộc. Hết thảy sự tình trong cuộc sống đều chỉ có thuận theo tự nhiên, đó mới là hạnh phúc đích thực. Bởi vì mỗi người đều có số mệnh của mình, thời vận chưa đến thì khó mà đạt được. Nhưng may mắn thay, bậc thầy tiên tri báo mộng vào đúng tháng 8 âm lịch năm 2023, tuổi Giáp Dần 1974, may mắn trời sinh mệnh lý đắc tài phú. Số này định rằng khi còn trẻ phải chịu rất nhiều khó khăn khổ cực, túng thiếu, thậm chí là những bất công chèn ép của xã hội. Nhưng từ trung vận trở đi, cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, hanh thông hơn rất nhiều. Mọi sự thuận buồm xuôi gió, tiền bạc ùn kéo đến, thêm một tuổi lại sung túc dư giả một phần. Càng già càng giàu có, đến hậu vận, con giáp này sẽ có được cuộc sống đầy đủ viên mãn, sung túc, 10 phân vẹn 10. Để biết được vận trình may mắn của con giáp này diễn biến ra sao trong tháng 8 âm, thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 8 âm lịch của anh chị Giáp Dần sinh năm 1974, Phú Quý Phát Tài sẽ cùng quý anh chị điểm nhanh tính cách người tuổi Giáp Dần có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người sinh năm Giáp Dần mệnh đài khuê thủy thường có vẻ ngoài hiền hòa nhưng nội tâm lại cứng rắn, cương nghị và cô độc. Giáp Dần thường rất tin tưởng vào năng lực của bản thân. Dù gặp phải khó khăn thử thách nào cũng có thể làm việc theo đúng kế hoạch đã định. Không vì một cản trở nhỏ mà làm hỏng việc. Tuy không nói ra nhưng họ không thích bị người khác vượt mặt hay nổi trội hơn mình và biến đó thành động lực phấn đấu để vượt qua giới hạn của bản thân. Con giáp này cá tính mạnh cũng rất độc lập, có ý chí và lòng gan dạ hơn người, vẻ ngoài tự tin, khiến nhiều người kiêng nể. Đây cũng là khí chất của một người lãnh đạo. Cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm sóng gió, lại kém trong khả năng hợp tác làm việc với người khác nên dễ bị đối thủ cô lập, nên khắc phục những điểm này để gặt hái được thành công hơn nữa. Ưu điểm của người tuổi Giáp Dần là sự tự tin, dám nghĩ, dám làm. Tuy tính cách có phần cố chấp, thậm chí độc đoán, chuyên quyền, song họ không e ngại trước bất cứ thách thức nào. Dám mạo hiểm, dám theo đuổi ước mơ, luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân. Với tính cách vui vẻ, dễ thương, nồng hậu và rộng rãi, Giáp Dần luôn được bạn bè xung quanh yêu thương giúp đỡ. Họ có phần hào hứng, bình tĩnh, luôn tỉnh táo trước những khó khăn nguy hiểm. Tuy nhiên, người tuổi này cần rèn luyện lối sống tiết kiệm, tránh phung phí tiêu tiền cho những mục đích không chính đáng. Giáp Dần luôn thích tìm tòi, khám phá và suy xét chính xác về mọi việc. Họ khá giỏi trong việc nắm bắt suy nghĩ cũng như xu thế sẽ thịnh hành trong tương lai. Nếu trong lá số tử vi được sao tốt tương trợ, thì với tư duy nhanh nhạy và khả năng xuất chúng của mình, Giáp Dần mệnh thủy sẽ có được địa vị cao trong xã hội, hoặc trở thành những doanh nhân thành đạt, được nhiều người kính trọng ngưỡng mộ. Vốn là người tự lập, thông minh, nhanh nhẹn và bản lĩnh tự tin, người mang bản mệnh này sẽ có thêm nhiều quan hệ tốt, có cơ hội gặp gỡ những đối tác làm ăn lớn. Từ đó công việc của họ ngày càng thăng tiến, kéo theo dòng tài sản bất tận, khiến họ giàu có. Người tuổi Giáp Dần giỏi tiêu tiền nhưng chẳng sợ nghèo là vì thế. Trời sinh tuổi Giáp Dần mang số mệnh phú quý, ngày mùa thăng hoa. Với vốn kinh nghiệm sống đã được tích lũy trong thời gian qua, hoàn toàn có khả năng xây dựng được cơ ngơi vững chắc, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Không những thế, trong tháng 8 âm lịch năm 2023 này, bản mệnh còn được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Giáp Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan càng thu hút được nhiều tài vận. Nhìn chung, hậu vận tuổi Giáp Dần tha hồ tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, viên mãn bên gia đình và con cháu. Tiếp theo xin mời quý anh chị đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện của con Giáp Dần tháng 8 âm lịch. 1.
Về phương diện công danh sự nghiệp, tuổi Giáp Dần, nam nữ mạng sinh năm 1974 tháng 8 âm. Con đường sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần sẽ có được bước tiến nếu như bản mệnh giữ nguyên cách làm việc như hiện tại. Cục diện nguyên lệnh Lâm Tử cho thấy khó khăn thường đến từ chính bản thân bạn, chứ không phải do tác động của các yếu tố bên ngoài. Thời điểm này, bạn thường xuyên buồn phiền lo âu vì những điều vẩn vơ. Nếu cứ sợ trước sợ sau như vậy, bạn sẽ chẳng dám thử sức mình trong bất cứ công việc gì. Khi được lãnh đạo trao cho cơ hội, bạn cũng sẽ dễ dàng bỏ lỡ. Con giáp này cần phải tin tưởng hơn nữa vào bản thân mình, bởi bạn cũng có những khả năng mà người khác không có được. Nếu có cách phát huy thích hợp, bạn hoàn toàn có thể phát triển cực kỳ nhanh chóng. Nếu cảm thấy băn khoăn do dự, mất định hướng, bạn không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực ở trong lòng. Hãy tâm sự trò chuyện với những người đáng tin cậy để được tháo gỡ kịp thời. Rất có thể đối phương sẽ chỉ cho bạn một con đường đúng đắn hoặc giúp bạn có cái nhìn mới mẻ hơn về vấn đề trước mắt đấy. Các tinh tử vi và giải thần xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bạn không thiếu những cơ hội để phát triển. Cốt là bạn có nhận ra và có dám nắm bắt hay không mà thôi. Hãy chăm chỉ hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình, đừng bỏ công việc khi mới gặp phải khó khăn. Dù thời điểm này có phải hơi vất vả một chút, song là lúc thích hợp để tích lũy vốn kiến thức và kinh nghiệm áp dụng cho tương lai. Hơn nữa, mọi cố gắng của bạn luôn được cấp trên quan sát và đánh giá. Chỉ cần bạn bỏ công làm việc thì vẫn sẽ có cơ hội được cân nhắc. 2. Về phương diện tài lộc, tuổi Giáp Dần, nam nữ mạng sinh năm 1974 tháng 8 âm. Theo tử vi tháng 8 âm tuổi Giáp Dần, dù không phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt, nhưng bạn vẫn khó có thể kiếm được một khoản tiền dư giả như mong muốn. Bạn không nên than thân trách phận, mà hãy dùng cảm nhận, nhìn thẳng vào sự thật, đặc biệt là dám đối diện với những điểm yếu của mình để có hướng khắc phục và thay đổi. Chỉ khi bạn dám thay đổi, bạn mới có thể có những bước tiến trong công việc. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như nhiều phần thưởng nóng nhờ những thành tích xuất sắc trong công việc. Cấp trên chắc chắn rất quý trọng những nhân viên gương mẫu, nhiệt tình như bạn và muốn có hành động thực tế để cổ vũ tinh thần cho bạn. Với người làm ăn kinh doanh, bạn luôn giữ vững định hướng của mình. Cho dù mọi người xung quanh có bàn ra tán vào, thậm chí có lên tiếng ngăn cản đi nữa, bạn cũng không lùi bước. Bản mệnh biết mình phải làm gì và làm thế nào nếu muốn gặt hái thành công. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tìm ra hướng đi mới cho công việc làm ăn, kinh doanh của mình. Không nên mãi đi theo một lối mòn được vạch sẵn. Thế giới đang không ngừng thay đổi. Nếu bạn cứ mãi đứng im thì sẽ nhanh chóng trở nên tụt hậu, để mọi người xung quanh vượt qua mình. Hơn nữa, trong tháng bạn nhận được sự nâng đỡ của các tinh tử vi và giải thần, nên dù khó khăn cũng vẫn sẽ tiềm ẩn cơ hội. Khi được người quen giới thiệu cho những cơ hội triển vọng, bạn đừng nên tính toán quá nhiều. Hãy nhanh chay nắm bắt cơ hội, vừa làm vừa cân nhắc. Như vậy bạn sẽ dần dần tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm, đồng thời đồng tiền cũng sẽ dần dần chảy về túi. 3. Về phương diện tình duyên, gia đạo, tuổi Giáp Dần, nam nữ mạng sinh năm 1974 tháng 8 âm lịch. Dù phương diện sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Ngọ đều có bước phát triển đáng kể, song chuyện tình duyên lại không được như ý. Có lẽ bạn cần xem lại thái độ và cách hành xử của mình. Có thể bạn đã vô tình tổn thương người thân lúc nào không biết. Cả hai vợ chồng cần thành thật hơn với cảm xúc của mình. Nếu có điều gì không hài lòng, hai người nên thẳng thắn trao đổi với nhau, chứ không nên lẳng lặng chịu đựng rồi nảy sinh nghi ngờ, ghen tuông không đúng. Mọi chuyện đều có thể giải quyết nếu hai người chịu trò chuyện chân thành, đồng thời đặt mình vào vị trí của đối phương. Trong mối quan hệ vợ chồng, đôi bên thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm đối lập, và nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Đôi khi chịu thiệt thòi một chút là cần thiết nếu bạn muốn giữ hòa không khí trong nhà. 4. Về phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Dần, nam nữ mạng, sinh năm 1974 tháng 8 âm. Đáng mừng là tình hình sức khỏe của người tuổi Giáp Dần khá ổn định, dù phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn cũng như thường xuyên lo lắng, song may mắn là bạn không cảm thấy quá mệt mỏi, bi quan. Hãy dành thời gian tham gia các hoạt động tập thể dục thể thao để tinh thần luôn được sảng khoái. Hơn nữa, bạn có thể gặp được những người thực sự tốt khi tham gia các hoạt động xã hội này. Họ sẽ đem lại cho bạn tác động tích cực trong tương lai. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy nhớ duy trì một lối sống điều độ, không nên thức khuya dậy sớm, thường xuyên bỏ bữa. Khi có sức khỏe, bạn sẽ có sức lực để làm việc, dần dần khắc phục khó khăn và vươn lên.
Xem đến đây chắc hẳn quý anh chị đã nắm được cơ bản về vận trình của mình tháng 8 âm rồi. Vậy tháng này cần làm gì để nắm bắt vận may đổi đời như ý? Tất cả sẽ được phú quý phát tài vén màn qua các phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sẽ là lời cảnh báo của các nhà tử vi quyết định vận mệnh hung cát của tuổi Giáp Dần. 1. Tình cảm xa cách. Quan hệ giữa bạn và nửa kia ngày một xa cách, người ấy không hiểu được những cảm xúc của bạn mà chính bản thân bạn cũng không muốn chia sẻ. Đừng nghĩ tới việc tìm vui bên bạn bè xấu, bạn sẽ mắc phải sai lầm khiến bản thân hối tiếc đấy. Gặp họa tiểu nhân. Thực chất tháng này người tuổi Giáp Dần có thể đạt được những thành tích khá tốt, song có thể chính sự thăng tiến quá nhanh chóng của bạn lại là yếu tố khiến cho kẻ tiểu nhân ganh tị và tìm cách chơi xấu. Vì vậy, bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng hay chủ quan tạo ra sai sót để kẻ xấu lợi dụng. Vừa rồi là những chia sẻ của Phú Quý Phát Tài về tổng quát vận hạn tháng 8 âm của anh chị tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng Giáp Dần sinh năm 1974, một sao chiếu mạng. Trong tháng, người nam tuổi Giáp Dần 1974 may mắn được sao Thái Dương chiếu mệnh. Theo hệ thống cửu diệu niên hạn thì đây là một trong ba sao phúc tinh, chủ về phú quý. Công việc kinh doanh gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, cơ hội thăng tiến trên bước đường sự nghiệp vô cùng rộng mở. 2. Hạn tuổi. Theo tử vi chọn đời, nam Giáp Dần 50 tuổi, ứng viên với niên hạn toán tận, chủ về hao tài tốn của. Bản mệnh trong tháng cần chủ động đề phòng, không nên nhẹ dạ cả tin trước những lời ngon tiếng ngọt của kẻ gian. Bên cạnh đó, để đề phòng tối đa những tình huống bất chắc, quý nam cũng nên hạn chế mang theo quá nhiều của cải tiền bạc khi đi ra đường, nhất là đến những nơi hoang vắng. 3. Tứ trụ. Thiên sinh điển lợi, tháng 8 âm là một tháng thật sự viên mãn đối với người nam sinh năm 1974. Mọi công việc đều được tiến hành suôn sẻ, phát triển như ý bởi sự phù trợ của quý nhân. 4. Vận niên. Vận niên của nam Giáp Dần là thử ngộ điền, chuột gặp đồng lúa, báo hiệu vận trình cuộc sống của nam mạng Giáp Dần rất tốt. Chỉ cần có kế hoạch phát triển rõ ràng, quyết tâm cao thì ắt mưu sự lớn nhỏ đều dễ dàng đạt được thành công như mong đợi. 5. Hóa giải sao hạn. Theo quan niệm của ông bà xưa, lễ nghênh sao sẽ giúp bản mệnh thu hút thêm nhiều cát khí cho vận trình cuộc sống. Chính vì thế, những người nam tuổi Giáp Dần được sao phúc tinh chiếu mệnh được khuyên nên cân nhắc thực hiện lễ nghênh sao Thái Dương vào dịp đầu năm. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể tự mình thu hút may mắn bằng cách sử dụng vật phẩm phong thủy, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của bản thân, tu tâm dưỡng tính. 6. Vật phẩm phong thủy. Để ngăn chặn những vật xui rủi quấn thân, quý vị nên đeo mặt Phật bản mệnh. Mặt Phật này có tác dụng cải thiện vận khí cho chủ nhân, gia tăng sự may mắn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Tuổi Giáp Dần 1974 mệnh thủy nên chọn mặt Phật làm từ đá núi lửa đen, hành thủy là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá má não trắng hành kim, bởi vì kim sinh thủy cũng rất tốt cho bản mệnh. Tiếp theo là nữ mạng Giáp Dần sinh năm 1974, một sao chiếu mạng. Vận trình cuộc sống của người tuổi Giáp Dần chịu tác động của sao Thổ Tú. Theo hệ thống cửu diệu niên hạn, đây là sao chung có cát, có hung. Nếu biết cách chủ động đề phòng thì mọi vận khí xấu đều có thể dễ dàng được hóa giải. Trong tháng, mệnh chủ làm gì cũng nên cân đo đong đếm kỹ lưỡng, tránh đưa ra các quyết định đầu tư trong thời gian ngắn. Đối đầu với những thử thách cần giữ thái độ điềm tĩnh, lạc quan. Nếu có quyết tâm cao và làm một việc một cách chu toàn thì tháng này rất có thể sẽ đạt được một vài thành tựu lớn. Đây sẽ là thời điểm thích hợp để cân nhắc, triển khai các kế hoạch quan trọng. 2. Hạn tuổi. Theo tử vi chọn đời, nữ Giáp Dần 50 tuổi. Phải đề phòng hạn huỳnh tuyền, bản mệnh cần tránh để mình chìm sâu vào những suy nghĩ tiêu cực. Khi trong lòng mang nặng tâm tư thì không nên ở một mình, hãy chủ động mở lòng và sẻ chia các áp lực của bản thân với những người xung quanh. Ngoài ra, quý nữ cũng nên chú ý ăn uống, ngủ nghỉ điều độ, thường xuyên thăm khám định kỳ. Chỉ cần quý nữ thực hiện tốt những điều trên thì hạn tuổi này không ảnh hưởng quá nặng nề. 3. Tứ trụ. Thiên sinh điển lợi, chỉ cần bản mệnh làm việc gì cũng suy xét kỹ lưỡng, gặp khó khăn không nản thì vận trình sẽ rất thuận lợi, có khả năng đạt được những thành quả lớn như ý muốn. 4. Vận niên. Vận niên của nữ Giáp Dần là thử ngộ điền, chuột gặp đồng lúa. Dự đoán năm 2023, mệnh chủ sẽ đón nhận được khá nhiều cơ hội tốt cho vận trình cuộc sống.
Nếu biết cách nắm bắt và vận dụng, thì không những công việc thăng ta tiến, tài chính khởi sắc, mà đời sống gia đạo cũng sẽ được viên mãn. 5. Hóa giải sao hạn. Để tự hóa giải sao hạn tốt nhất, bản mệnh nên tự mình tăng cường khắc khí, giảm trừ hung khí bằng cách làm nhiều việc tốt giúp đỡ mọi người, hành thiện tích đức, thiền tịnh, tu tâm dưỡng tính, đồng thời sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy tương sinh với mệnh để kích cầu may mắn. 6. Vật phẩm phong thủy. Tuổi Giáp Dần 1974 được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh. Mặt Phật, bản mệnh Hư Không Bồ Tát bên mình tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Và ngay bây giờ, xin mời quý anh chị hãy cùng Phú Quý Phát Tài đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh may mắn ngay sau đây. Tháng 1 âm lịch, xem tài lộc tuổi Giáp Dần theo 12 tháng sinh âm lịch thấy rằng tài vận của người sinh tháng riêng hưng vượng vô cùng. Ngay từ khi sinh ra, bản mệnh đã được hưởng vinh hoa phú quý, lớn lên có số thăng quan phát tài, thông minh tài giỏi, ở trên vạn người, không phải chịu sự quản thúc của người khác, không bao giờ rơi vào cảnh cháy túi. Tháng 2 âm lịch, bản mệnh là người vừa có đức lại vừa có tài, vừa có trí lại vừa có dũng, khó khăn cũng không thể khiến cho bạn lùi bước. Vì thế bạn có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để mọi người noi theo, đem về tiền tài không chỉ cho bản thân, mà còn cho nhiều người tin tưởng và đi theo mình. Tháng 3 âm lịch, người này tiền vận không được tốt cho lắm, nhưng từ sau tuổi trung niên may mắn vô cùng. Bản mệnh vốn là người trời sinh thông minh tài giỏi, dù làm bất kỳ việc gì cũng đạt được thành tích cao đến bất ngờ. Đường công danh sự nghiệp và tài lộc vượng phát, sớm muộn cũng sẽ có địa vị cao trong xã hội. Tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Giáp Dần sinh tháng 4 nhìn chung hanh thông, cơ hội thăng quan tiến chức trong tầm tay vì được quý nhân tương trợ, nhiều người nâng đỡ. Cả đời tiêu giao tự tại, chuyện gì cũng suôn sẻ, không phải lo phiền. Tháng 5 âm lịch, xem tài lộc tuổi Giáp Dần theo 12 tháng sinh âm lịch thấy, người sinh vào tháng 5 âm lịch không được hưởng phúc lộc tổ tiên để lại. Song bù lại có tinh thần tự lập cao, mọi chuyện đều dựa vào chính sức mình. Nhờ có tài năng hơn người, có ý chí và lòng can đảm, đã được quý nhân nâng đỡ nên sớm muộn gì cũng tích lũy được của cải trong nhà. Tháng 6 âm lịch, bản mệnh có dũng khí cũng có lòng quyết tâm hiếm người sánh bằng, tuy nhiên đường tài lộc lại không được như ý. Người này hành sự khó khăn, mưu sự khó thành, phải chịu nhiều lần thất bại, đến tuổi trung niên cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu chứ không giàu có được. Tháng 7 âm lịch, người sinh vào thời điểm này không được hưởng phúc đức của tổ tiên, nên tiền vận gặp nhiều trắc trở, kinh doanh buôn bán vướng nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ trung vận trở đi dựa vào nghị lực của bản thân và tài năng sẵn có, mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. Tháng 8 âm lịch, người tuổi Giáp Dần sinh tháng 8 âm lịch được trọng vọng, thanh danh vang bốn bể. Song tất cả những gì mà bản mệnh có được đều phải tự lực cánh sinh, chứ không dựa dẫm được vào ai cả. Kể từ tuổi trung niên, vận trình Giáp Dần khởi sắc, gặp hung hóa cát, công thành danh toại. Tháng 9 âm lịch, bản mệnh vốn là người tài trí, học hành giỏi giang, song lại chỉ biết học suông chứ không áp dụng được vào thực tế. Thêm nữa, bản sẽ mắc phải chứng tự cao tự đại nên không biết lắng nghe người khác, làm gì cũng khó khăn, không thích hợp theo đường kinh doanh tài lộc, chỉ ở mức trung bình. Tháng 10 âm lịch, số kiếp người này phải xa nhà, xa người thân, chịu nhiều khó khăn vất vả, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả hưởng chẳng bao nhiêu. Cũng may bản mệnh trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa, nho nhã nên được nhiều người yêu mến. Dù không giàu có nhưng cuộc sống yên bình hạnh phúc. Tháng 11 âm lịch, xem tài lộc tuổi Giáp Dần theo 12 tháng sinh âm lịch. Cuộc đời bản mệnh phải trải qua nhiều tai ách, lại không được quý nhân để mắt nâng đỡ nên cả đời bôn ba ngược xuôi. Tuy nhiên nếu cố gắng hết mình thì dù không làm nên sự nghiệp gì to lớn, song cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Tháng 12 âm lịch, người sinh vào tháng chạp cũng phải trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời. Dù có chí hướng nhưng khó có được thành tựu nào đáng kể, tài lộc cũng chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên nếu biết cách tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, năng kết giao bạn bè thì có thể cải thiện vận mệnh. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho người tuổi Giáp Dần 1974, đôi điều suy ngẫm cho tuổi già, đừng thành gánh nặng khi về già. Năm nay là bước sang tuổi 50, cổ nhân dạy, ngũ thập chi thiên mệnh, nghĩa là ở tuổi của mình là số trời đã an phận và bắt đầu hình dung nhiều hơn về cuộc sống của bản thân khi về già.
Ở đời, cha mẹ luôn bao dung, tha thứ và bảo vệ cho con, ngay cả khi nó phạm tội tày trời. Nhưng rất nhiều con cái luôn sẵn sàng từ mặt người sinh thành, chỉ cần khi nó nghĩ họ có lỗi với mình. Vậy nên dân gian có câu, cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày. Con cái chúng cũng còn có cuộc sống riêng, đứa nào chẳng có vợ, có chồng, có con, có các mối quan hệ nội ngoại sự nghiệp, cũng đủ thứ áp lực, lo toan. Tâm tư và nhu cầu sống của người già cũng luôn khác xa giới trẻ. Vì vậy, đặt chọn tuổi già của mình vào con cái hoặc xây dựng cuộc sống cuối đời của mình khi lấy con cái làm trung tâm là rất rủi ro và phức tạp. Nuôi dạy con cái đến tuổi trưởng thành là trách nhiệm của cha mẹ, nhưng vì chúng mà hy sinh tất cả, thậm chí mà mất cả cuộc sống tương lai khi lớn tuổi của mình là không đáng và chưa chắc đã tốt. Vì khi đó bạn chẳng còn thời gian tiền bạc mà chuẩn bị, xây dựng những hành trang cho tuổi già. Nếu bạn hy sinh tất cả cho con cái, khi về già thực sự bạn mới là gánh nặng, là vật cản đường trong cuộc sống của chúng. Ngược lại, thay vì hy sinh hết cho chúng, bạn để dành năng lượng ấy sớm xây dựng cuộc sống của mình khi về già. Bạn hạnh phúc và thoải mái khi về già, đó là điểm tựa cực lớn cả về tinh thần lẫn thiện trạng cho con cái, cũng chính là đang thương và giúp đỡ con cái một cách thông minh nhất. Thực ra, sinh ra và nuôi dạy một đứa con khỏe mạnh đến năm 18 tuổi, không để lại nợ lần hoặc lý lịch xấu cho nó, về cơ bản bạn đã hoàn thành cực kỳ xuất sắc vai trò làm cha mẹ của mình. Con người xưa từng nói, luôn thuận theo quy luật là đấu tranh để tồn tại. Người ta chỉ cố gắng để đạt được những thứ mình chưa có, chứ rất ít người cố gắng để đạt được những thứ mình có rồi. Nếu bạn đã mua đất, xây nhà cho con, thì nhiều hơn 90% nó là không cần cố gắng để làm lại điều đó. Thực tế, có biết bao đứa con, huynh đệ tương tàn lẫn nhau vì tranh giành tài sản của cha mẹ, gánh chia nhau nuôi cha mẹ từng ngày. Nhưng chắc chẳng có đứa nào buồn khi cha mẹ có cuộc sống tuổi già khỏe mạnh, độc lập, tự do và hạnh phúc. Hy sinh đời bố để củng cố đời con là một trong những lời khuyên dại dột và lừa dối nhất mọi thời đại. Bạn cũng không cần phải quá giàu có để thực hiện ước mơ tuổi già hạnh phúc của mình, nếu như ý thức và có được sự chuẩn bị từ sớm. Ngược lại, lắm tiền nhiều của mà không có sự chuẩn bị dẫn tới tính toán sai lầm hoặc già lệch. Có kinh tế nhưng thiếu sức khỏe, tình cảm, tri thức, trải nghiệm tinh thần lạc quan thì vẫn có nguy cơ với tuổi già phải khổ đau buồn tẻ như thường. Cũng đừng quên rằng đời người thực sự chỉ có một lần để sống, nhục vinh trong đời cũng chỉ là những nước cờ đang đánh, cuộc sống lúc về già mới là kết quả cuối cùng của ván cờ các bác ạ. Vậy nên, trẻ thì cậy cha, còn già thì dứt khoát phải cậy nhờ vào những sự chuẩn bị của mình từ trước đó. Đấy mới là đỉnh của chóp. Phong trần gặp khổ cũng đành theo, xã hội giàu sang có cảnh nghèo. Khổ cực no lòng xem đã sướng, cơ hàn được bữa thấy mừng reo. Người đi dép cũ từng băng dặm, kẻ bước giày tưa mãi vượt đèo. Thế sự bao giờ chung sở hữu, ta bà sẽ hết nhọc nhằn đeo. Hoan hỉ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng Phú Quý Phát Tài. Quý vị tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, người xưa có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc, nhưng lại được trời ban đức tính tuyệt vời. Tự mình có thể xây dựng cuộc sống viên mãn nhờ phúc đức vốn có, hậu vận thập toàn, thập mỹ khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh. Bên cạnh sự may mắn thì cuộc sống giàu có hay không là phụ thuộc vào cách sống của mỗi người. Trong số 12 con giáp, có tuổi Giáp Dần trời sinh luôn biết đối đãi chân thành với tất cả mọi người. Bất kể làm việc gì cũng hết lòng hết dạ, nhiệt tình và vô cùng trách nhiệm. Nhờ vậy mà xung quanh được mọi người yêu quý không ngừng. Trong cuộc sống này, bất giác có một lúc nào đó gặp phải khó khăn thử thách thì cũng vượt qua được nhờ hưởng nhiều phước lành. Càng lớn tuổi càng viên mãn sung túc. Đặc biệt nếu hữu duyên nghe được 3 điều sau đây thì con giáp này sẽ sớm đổi đời như ý, tài lộc vụt sáng, đại cát đại lợi, may mắn lũ lượt kéo đến, giàu có nứt vách chỉ sau một đêm. Vậy 3 điều đó là gì? Vận trình của con giáp tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ diễn biến như thế nào? Thì xin mời quý vị cùng Phú Quý Phát Tài theo dõi phần luận giải ngay sau đây. Thưa quý bạn tuổi Giáp Dần, cuộc sống với bộn bề lo toan vất vả sẽ không ít lần chúng ta gặp phải những khó khăn hay đau khổ và tuyệt vọng. Vậy những lúc như thế ta cần gì? Có người chìm đắm trong đó,
Chấp nhận số phận hẩm hiu, chỉ biết ngậm đắng nước cay tuổi nhục. Nhưng đối với con giáp tuổi Giáp Dần thì ngược lại, con giáp này tin rằng cuộc sống chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực cố gắng sẽ có ngày được hái quả ngọt. Giáp Dần chịu thương chịu khó, cày như trâu chờ đến giây phút đổi đời. Vì vậy, tuổi này được mệnh danh là con giáp cần cù chăm chỉ nhất trong 12 con giáp. Và một số tính cách thời điểm này có tác động lớn đến cuộc sống của anh chị tuổi Giáp Dần. Điển hình là những người thích tạo sự chú ý của người khác. Hơn nữa cũng là một nhân vật khó nắm bắt. Họ được mọi người kính sợ, khiến mọi người xung quanh sợ như gặp hổ thật. Người tuổi Giáp Dần có sức sống và luôn lạc quan với cuộc sống, luôn có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Họ có thể kêu gọi tình cảm trong lòng mọi người. Nói chung, một người tuổi Giáp Dần có sức thu hút luôn là trung tâm chú ý của mọi người. Bởi vì họ sinh ra đã là một người mạnh mẽ, có một chút lỗ máng, vì thế hành động của họ rất mau lẹ. Họ là người có tính cách đa nghi, mất ổn định, thường có những quyết định vội vàng. Họ là người rất khó tin người khác hoặc nhẫn nại với tình cảm của mình. Họ không bao giờ để sự việc gì trói buộc trọng tâm. Đồng thời, họ cũng là người thành thật, nhu hòa, khẳng khái. Hơn nữa, lại có cái tính hài hước kỳ lạ. Mỗi người tuổi Giáp Dần thường rất nhân từ, họ thích trẻ nhỏ, động vật hay con rối, những đồ vật tác động đến tính liên tưởng của đối tượng. Khi họ thâm nhập vào một việc gì đó thì thường quên hết mọi việc xung quanh, thậm chí cả những tiếng gọi của người xung quanh cũng không lọt vào tai họ. Hơn nữa, họ là người làm việc không có hài lòng. Bạn nên tin tưởng họ khi làm việc luôn dốc 100% sức mạnh, thậm chí có thể dốc hết toàn lực có thể để làm việc. Những người tuổi Giáp Dần giàu tình cảm, thuở thanh niên thường có cuộc sống buông thả, có nhiều người khi về già vẫn có thể thay đổi được tính nết này. Có lẽ đó là họ có cá tính, hiện sinh, coi trọng tính thực dụng, không sợ nguy hiểm. Họ thường biểu thị thái độ miệt thị đối với những việc họ không tán đồng. Họ luôn chê cười sự trói buộc của xã hội về các quan niệm đạo đức truyền thống. Họ thường thích thể hiện bản thân và điều đó hình thành nên cá tính của họ. Nếu có cơ hội làm loạn hay khiêu khích với các phương thức truyền thống, họ nhất định sẽ tìm mọi cách tham gia. Có thể đó là khuyết điểm, nhưng những người xung quanh không bao giờ vì khuyết điểm đó mà giảm bớt tình yêu thương với họ. Bởi vì đó là họ thể hiện khát vọng sống. Có thể chúng ta không tán đồng sự lỗ mãng của họ, nhưng thường là vì những hành vi điên cuồng đó của họ khiến chúng ta cảm thấy kính nể và có khi người xung quanh còn mong rằng họ sẽ thành công, bởi vì thành công của họ chính là mơ ước của chúng ta. Khi người tuổi Giáp Dần gặp khó khăn, họ rất cần sự đồng tình chân thành của chúng ta. Không nên căn cứ vào lý tính để tìm hiểu xem đó là lỗi của ai. Tính logic không được những người tuổi Giáp Dần hoan nghênh. Khi cần phải làm việc gì đó để an ủi họ, chúng ta không nên quá nhỏ nhen, dè dặt. Nếu mọi việc khi được chuyển biến tốt, nhất định chúng ta sẽ nhận được sự báo gấp đôi. Họ nhất định sẽ nghe lời khuyên thông minh của bạn, đồng thời thiện ý nuốt lấy từng lời, nhưng không có nghĩa là họ sẽ làm theo lời bạn. Phụ nữ tuổi Giáp Dần luôn có khả năng mê hoặc người khác. Họ có thể kết hợp cuộc sống gia đình, cuộc sống xã hội một cách rất tự nhiên, hoạt bát, không thù địch như một chú mèo nhỏ. Những hành động của cô ấy luôn được mọi người xung quanh khen ngợi. Không nên cười cợt cô ấy, việc mài nhọn những chiếc móng vuốt chẳng qua chỉ là phòng bị khi bất trắc mà thôi. Khả năng biểu đạt của phụ nữ tuổi Giáp Dần rất mạnh, tự do giải phóng, thích mốt của thời đại, sẵn sàng bỏ ra vài tiếng đồng hồ để thí điểm một kiểu đầu mới hay mặc quần áo mới. Họ sẽ cảm thấy rất đau lòng nếu mình không có quần áo trang điểm. Nếu có vũ hội nào mời thì cô ấy chỉ cần đến có mặt là đủ. Cô ấy rất thích chơi với trẻ con hay kể cho chú nghe những câu chuyện có ý nghĩa, mô phỏng những chú hề nhỏ, làm mặt xấu để bọn trẻ cười. Cô ấy có thể vượt qua hết những quy định trói buộc bọn trẻ vui chơi. Vì thế bọn chúng rất yêu quý, nô đùa với những cô gái tuổi Giáp Dần. Quả thực cũng có nhiều điều lạ. Con cái của những người phụ nữ tuổi Giáp Dần học hành không hề kém những đứa trẻ khác, ngược lại còn học rất giỏi. Có thể nguyên nhân là vì phía sau của biểu hiện thường yêu trẻ con là sự nghiêm khắc trong giáo dục gia đình. Cô ta yêu cầu con của mình cẩn thận từng cử chỉ dáng đi. Nếu chúng có biểu hiện ngoan, cô ấy sẽ thường dễ động viên chúng rất hậu hĩnh. Ví dụ như một món ăn lạ, đưa đi công viên chơi hoặc tham gia những hoạt động như bơi thuyền, câu cá. Giống như những người tuổi Thìn, tuổi Dậu, bản tính của người tuổi Giáp Dần rất vị kỷ. Nếu như khi họ bị tổn thương về tâm lý thì tiền bạc, danh vọng, quyền lực đều trở nên vô nghĩa. Khi gặp khó khăn vì tâm lý bực tức, báo thù, những người tuổi Giáp Dần có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí phá nhà đập đồ. Sự chia lì của bạn sẽ khiến họ tức giận. Mặc dù trước một việc lớn, họ có thể nhẫn nại, kiềm chế. Quan hệ với người tuổi Giáp Dần, bạn phải nhớ rằng họ đau khổ nhất là bị người khác coi thường.
có hai khuyết điểm lớn nhất đáng quan tâm của người tuổi Giáp Dần là lỗ mãng và quả quyết mềm mại. Đây chính là một cặp mâu thuẫn, nhưng nếu họ khéo léo lựa chọn trung dung, đi vào con đường giữa để cân bằng hai khuyết điểm kia, thì người tuổi Giáp Dần đó sẽ vô cùng thành đạt. Giai đoạn thứ nhất trong cuộc đời người tuổi Giáp Dần có thể xem là rất tốt đẹp. Thuở nhỏ họ có thể học được khả năng khống chế tính nết bản thân, bởi vì họ cũng tự biết rằng ngọn lửa nóng giận có thể hủy diệt chính họ. Bước sang thời kỳ thanh niên, họ sẽ vùi đầu vào công việc để tìm kiếm thành công và hoàn thành mơ ước. Nếu như họ có thể hiểu được, đôi khi cần phải buông bỏ những cái đang có hoặc đã có, khiến bản thân được thoải mái tự do, thì cuối đời họ sẽ có một cuộc sống an nhàn. Nhưng họ thường lại rất vất vả ở giai đoạn này, bởi vì họ sẽ luôn hối hận vì những việc mà họ đã làm, từ đó bản thân bị dày vò bởi mềm vui và nỗi buồn. Vì thế họ không thể làm như vậy. Nói tóm lại, cuộc sống của người tuổi Giáp Dần là thay đổi thất thường, có lúc tươi cười hớn hở, có lúc lại âu sầu đẫm lệ, có khi lại cảm thấy thất vọng vì cái gì đó. Những trạng thái tình cảm được chúng tôi đề cập trong cuốn sách này là những người tuổi Giáp Dần có đủ cả. Chúng ta không nên thương họ, hơn nữa họ cũng không cần chúng ta làm như vậy. Nếu như có thể đồng ý để họ tự do lựa chọn và sống theo chính phương thức mà họ lựa chọn, thì nhất định họ sẽ có một cuộc sống vô cùng vui vẻ. Bởi vì họ là những người theo chủ nghĩa hiện sinh và lúc nào cũng đón tiếp sự khiêu chiến. Về mối quan hệ, người tuổi Hợi có thể sống chung với người tuổi Giáp Dần, hai bên sẽ có một cuộc sống tốt. Người tuổi Hợi có cá tính tốt, thành thật, có thể bù đắp được cá tính lỗ mãng của người tuổi Giáp Dần, đem đến cho họ một cảm giác tâm lý an toàn, ổn định. Người tuổi Giáp Dần có thể kết hợp với người tuổi Tuất, thực tế sẽ rất tốt. Người tuổi Tuất sẽ trung thực với người tuổi Giáp Dần, không những thế có thể kiềm chế được mà còn có thể giúp người tuổi Giáp Dần sống lý trí hơn. Là người thu hút và cũng có mong cầu thực sự, đó là người tuổi Ngọ. Vì thế người tuổi Ngọ có thể trở thành bạn đời của người tuổi Giáp Dần, cả hai bên nhau đều luôn rất hoạt bát và sôi nổi với cuộc sống. Người tuổi Tuất mẫn tiệp nhanh nhẹn, thường cảm thấy trước sự nguy hiểm. Vì thế, người tuổi Giáp Dần luôn được hưởng lợi từ cảm giác và sức phản ứng nhanh của bạn đời tuổi Tuất. Vậy với những tính cách này ảnh hưởng như thế nào đến vận trình 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch của tuổi Giáp Dần? Sự nghiệp của tuổi này sẽ có những biến động gì? Người tuổi Giáp Dần là người rất đáng tin cậy, họ có đôi vai to rộng, luôn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm về mình. Họ luôn được cấp trên tin tưởng bởi vì tính cách chu đáo và hiệu quả trong công việc được giao. Người tuổi Giáp Dần làm việc độc lập sẽ tốt hơn khi làm theo nhóm. Dù có vẻ không màng đến danh lợi, chỉ biết cầm cùi làm việc, nhưng bao công sức họ bỏ ra sẽ được đền đáp. Vì thế mà sớm muộn gì họ cũng vươn lên vị trí dẫn đầu trong cuộc sống. Về kinh tế, người tuổi Giáp Dần cần chú ý bởi những khoản thu luôn nhiều hơn khoản chi. Đứng trước tình huống này tốt hơn bạn nên tránh xa các sòng bạc. Việc đầu cơ nên né tránh, nếu có tiền hãy làm những chuyện chính đáng. Có như vậy mới mong thu được những khoản thu ngoài dự tính, phát tài một đôi lần nhưng nhất thiết không được chìm đắm trong đó. Bạn luôn công bằng, dứt khoát, làm việc công khai, đó mới là con đường đúng đắn để giành lấy tài vận. Bạn rất ghét kiểu tính toán trước sau để tranh giành lợi ích. Người tuổi Giáp Dần nếu không muốn dựa vào nguồn thu nhập ổn định để tăng vận tài, thì có thể đầu tư vào bất động sản. Đây là con giáp được thăng chức trong cuối năm 2023. Nên Giáp Dần sẽ được cát tinh chiếu mệnh, vận may tăng dần, mọi việc thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều khó khăn có quý nhân giúp đỡ. Trong công việc, cuối năm chính là thời điểm mà các bạn tiến bộ vượt bậc, lập công lớn, lương thưởng rất ấn tượng. Người làm công ăn lương tự do cũng phát đạt, phú quý. Những người tuổi Giáp Dần đa phần đều có lý tưởng cao cả, nhưng cũng sống khá thực dụng. Bạn sẽ không quá tham vọng, quá đà, luôn biết tự lựa sức mình. Ước mơ của bạn trong cuối năm 2023 có thể được thực hiện và bạn có thể là người nhận được chiến thắng lớn cuối cùng so với những con giáp khác. Tuy nhiên, chiến thắng mà bạn nhận được vô cùng vẻ vang to lớn. Liệu vận tiền bạc tuổi Giáp Dần trong thời điểm này có cơ hội phát tài hay không? Tử vi cho biết, cuối năm 2023 âm, phương diện tài lộc của người tuổi Giáp Dần gặt hái được nhiều trái ngọt, con đường kiếm tiền rộng mở, nhiều cơ hội đến bất ngờ. Bạn phát huy được hết sự nhanh nhẹn và nhạy bén của mình, làm gì cũng thu được khoản lợi nhuận đáng kể. Công việc làm ăn kinh doanh tiến triển thuận lợi, vấn đề nào cũng tìm được cách giải quyết. Thậm chí có những kế hoạch tưởng chừng như viển vông, nhưng sau khi được góp ý, con giáp này đã điều chỉnh lại cho phù hợp, mà mau chóng được trao cho cơ hội tiến hành. Nửa cuối năm là thời cơ để bạn thể hiện năng lực cũng như tầm nhìn của mình, hãy nắm bắt thật chắc nhé!
trên lĩnh vực sự nghiệp. So với khoảng thời gian trước đó, bản mệnh đã có nhiều động lực làm việc hơn. Tuy khó khăn không ít nhưng kết quả đạt được vô cùng xứng đáng. Việc tăng lương thưởng nóng nằm trong tầm tay, cơ hội đang tới tay, bạn có thể chớp lấy thời cơ để gia tăng tài lộc cho mình. Con giáp này sớm hoàn thành các mục tiêu đã định, cuộc sống ngày càng thành công và giàu có hơn. Đặc biệt, các mối hợp tác làm ăn tốt đẹp sẽ đem đến nhiều lợi nhuận cho bản mệnh ở thời điểm này. Nếu là dân kinh doanh, bạn sẽ có cơ hội phát tài phát lộc, làm ăn suôn sẻ, doanh thu tăng cao nhờ những ý tưởng mới trong đầu tư làm ăn. Hầu hết các hạng mục công việc vẫn đang tiến triển tốt, không có gì lạ khi bạn liên tục nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên. Cũng bởi cách làm việc chỉn chu, nghiêm chỉnh của bạn đã giúp bạn có những thành quả tốt. Vậy tình hình gia đạo của tuổi Giáp Dần vào thời điểm này sẽ êm đềm hay sóng gió? Khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Giáp Dần có những bước tiến triển khá tích cực. Nếu đã có đôi có cặp, bản mệnh và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn, có thể đây là khoảng thời gian bạn phải chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần. Vì thế hãy trò chuyện, chia sẻ với nửa kia nhiều hơn. Hai vợ chồng có thể cùng nhau trao đổi và thảo luận để cùng tìm ra hướng giải quyết khó khăn. Tiếc rằng đến cuối năm thì chuyện tình cảm không còn được thuận lợi như trước nữa. Các cặp đôi dễ mâu thuẫn với nhau vì những khác biệt trong tính cách. Thậm chí một vài người sẽ phải đưa ra quyết định chia tay. Mối quan hệ giữa bạn và người thân trong gia đình có dấu hiệu xa cách. Bạn cần chú ý đến chuyện tình cảm nhiều hơn. Dù công việc có bận rộn đến mấy thì cũng không nên dồn hết trách nhiệm chăm sóc nhà cửa cho nửa kia của mình. Liệu sức khỏe tuổi Giáp Dần cuối năm 2023 có gặp nguy hiểm gì không? Tử Vi nhận thấy, vào những tháng cuối năm 2023, người tuổi Giáp Dần rất dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, cần đặc biệt chú ý đến vấn đề này. Bạn nên tránh vận động mạnh và các hoạt động ngoài trời quá lâu cũng như uống đủ nước để duy trì thể trạng tốt. Ngoài ra, vào những ngày mưa gió thất thường hoặc khi thời tiết trở lạnh, bản mệnh nên chú ý bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bạn nên cẩn thận trong việc lái xe và giữ ấm cho cơ thể. Nếu có lỡ ốm đau thì cần phải giữ tinh thần lạc quan vững vàng. Chưa thấy chút bệnh tật đã hoang mang lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần sa sút thì sức khỏe khó lòng có thể hồi phục được. Đó là điều mà tuổi Giáp Dần cần phải nhớ kỹ. Nhìn chung cuối năm 2023 âm lịch là thời điểm tuổi Giáp Dần nên tự mình chú ý tới sự an toàn và sức khỏe của bản thân, để gia đình không phải lo lắng về mình. Có như vậy thì tinh thần của bạn cũng sẽ thoải mái, vô tư hơn. Bước sang cuối năm Quý Mão 2023, dù vận thế lưu niên ra sao, mỗi con giáp đều phải trải qua những giai đoạn thăng trầm khác nhau. Cùng xem thuận lợi và khó khăn của Giáp Dần nửa cuối năm 2023 cụ thể là gì, để từ đó có thể tìm ra hướng đi đúng đắn và phù hợp với bản thân nhé. Thuận lợi, cơ hội nghề nghiệp sẽ xuất hiện trong 6 tháng cuối năm nay với tuổi Giáp Dần, rất có lợi cho người đang tìm việc hay muốn thay đổi môi trường làm việc. Năng lực của bạn đã được công nhận, lại có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên có thể phát huy được tiềm năng của bản thân. Bất lợi, có điểm báo dễ mất hiện hoặc hao hụt tài chính, các khoản chi tiêu tương đối lớn, thu không kịp chi, đầu tư có nguy cơ đổ bể. Gợi ý cải mệnh, đây là một năm nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu con giáp tuổi Giáp Dần có ý chí vượt qua khó khăn và dũng cảm hơn thì có thể đạt được những triển vọng phát triển có giá trị, chất lượng cuộc sống cũng tốt đẹp hơn. Tiếp theo, hãy cùng Phú Quý Phát Tài xem vận hạn của Giáp Dần 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch. Đâu là thời điểm bạn phải đối mặt với nhiều khó khăn để có phương pháp kịp thời ứng phó. Sự nghiệp, người tuổi Giáp Dần nên chú ý vào khoảng tháng 8, tháng 9 âm lịch. Hãy hành sự thận trọng, tiết chế cảm xúc. Một điều nhịn là 9 điều lành, hạn chế cạnh tranh về tiền bạc, lợi ích hay quyền lực kẻo tự rước thêm kẻ thù. Tiền bạc, đường tài lộc của người tuổi Giáp Dần ít có dấu hiệu khởi sắc vào khoảng thời gian tháng 11 âm lịch. Nhu cầu chi tiêu xuất hiện thường xuyên dù mục đích không phải lúc nào cũng thật sự cần thiết. Thói quen mua sắm vô tội vạ chỉ khiến bạn tự gây ra áp lực kinh tế cho bạn mà thôi. Tình cảm, sóng gió sẽ thường xảy đến vào khoảng tháng 8 âm lịch. Dù đã kết hôn hay đang yêu, mâu thuẫn liên tiếp nổ ra. Nguyên nhân chính vẫn là sự đối lập về quan điểm sống cũng như cái tôi cá nhân quá bướng bỉnh của cả hai. Sức khỏe, bạn cần hết sức cẩn thận trong việc bảo vệ sức khỏe của mình vào tháng 9 âm lịch. Cần hạn chế mâu thuẫn với người khác dẫn đến ẩu đả tay chân gây tổn hại cho cơ thể. Lời nhắc mệnh. Thời xưa có một người đàn ông tên là Cao Hoan muốn thử năng lực ứng biến của con mình. Vì vậy, ông trao cho mỗi người một nắm đai rối để các con gỡ chúng ra. Những người con đã cố gắng hết sức để gỡ mớ lộn xộn này, nhưng càng gỡ lại càng thêm rối. Nhưng con trai thứ hai là Cao Dương lại điềm tĩnh cầm một con dao và nói,
Dối dắm quá thì tốt nhất là chặt đứt thôi. Anh ta giơ con dao chà xuống một phát, mớ lộn xộn này đã đứt đoạn rất nhanh chóng được sắp xếp lại. Đây chính là câu thành ngữ dao sắc chặt đay rối. Trong cuộc sống, chúng ta rất dễ rơi vào những tranh chấp và vướng mắc không có hồi kết. Với những chuyện không vui trong quá khứ này, nếu thật sự nghĩ không thông thì hãy dùng dao sắc chặt bỏ nó đi. Đời người chỉ trong nháy mắt, chúng ta nên sống sao cho thật thản nhiên, sống sao cho thật hạnh phúc, đó mới là cách sống thông minh nhất. Cuộc sống là một trải nghiệm không ngừng sàng lọc, chỉ có dứt khoát buông bỏ một số người và việc, chúng ta mới có thể nuôi dưỡng tốt tinh thần và tiến bước xa hơn. Cổ nhân có nói, tâm tùy cảnh chuyển là phàm phu, cảnh tùy tâm chuyển là thánh hiền. Một người gặp việc không vướng bận, gặp người không dính mắc, không nóng giận, không so đo, điềm tĩnh, ung dung, chính là cách nuôi dưỡng tâm hồn hiệu quả nhất. Khi bạn hiểu được bí mật của hạnh phúc này, bạn mới tràn đầy chính khí, bách độc, bất xâm, đối xử tốt với tâm trạng của tự mình. Chính là cách tốt nhất để quản lý sức khỏe của bạn. Quý tín chủ tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 thân mến, cổ nhân quan niệm rằng thời vận không thông, mưu cầu vô ích, cho thấy ngay cả việc xem mệnh đoán vận nhưng vẫn phải tuân theo đúng vận trình đời người, vận quốc gia dân tộc. Thật vậy, mỗi người đều có số mệnh của mình, thời vận chưa đến thì khó mà đạt được, nếu cưỡng cầu phá vỡ các quy luật tự nhiên thì chỉ tự chuốc lấy đau khổ. Theo hé lộ mới nhất từ giới tử vi cổ học, trong số 12 con giáp, có tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, nghèo khổ đen đủi, vận hạn triền miên khi còn trẻ. Đã có lúc những tưởng con giáp này sẽ rơi vào bế tắc trước số phận, nghèo khổ suốt đời, nhục nhã một kiếp. Vậy nhưng từ năm 50 đến 60 tuổi sẽ là lúc Giáp Dần 1974 đón nhận thiên mệnh, khiến vận trình xoay chuyển bất ngờ. Chỉ cần cấm ba điều này là mọi khổ nạn trước kia đều giao hoán thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại sống trong dư giả an nhàn, thịnh vượng viên mãn. Vậy vận trình cuộc đời của người tuổi Giáp Dần 1974 theo luận giải mới nhất sẽ diễn biến ra sao từ năm 50 cho đến 60 tuổi? Mời tín chủ cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Trời cho tuổi Giáp Dần một vận trình quả là lắm vất vả gian truân, quá khứ nhìn lại toàn là những bất công cay đắng. Nhiều người khiến Giáp Dần tổn thương, nhiều người thay vì biết ơn lại ăn cháo đá bát, hãm hại Giáp Dần. Tuổi thơ và thanh xuân khắc nghiệt đã để lại cho Giáp Dần những vết hằn sâu trong tâm hồn. Cũng vì vậy, bản mệnh là người thường nhạy cảm, dễ xúc động, có khả năng suy nghĩ sâu sắc và dễ cảm thông với khó khăn của người khác. Họ rất được kính nể, nhưng hay xung khắc với người hơn tuổi hoặc hơn họ về địa vị. Họ thường được đánh giá cao hơn so với thực tài. Người tuổi Giáp Dần có thể do dự khi đứng trước quyết định hệ trọng. Đến khi quyết định thì đã lỡ mất thời cơ. Thiền cận, họ chẳng mấy chịu tin ai, họ quả cảm và kiên trì. Song hay vị kỷ và bướng bỉnh nên chẳng bao giờ là nơi đáng để nhờ vả. Vậy với tính cách này, từ năm 50 đến 60 tuổi, vận trình của người tuổi Giáp Dần sẽ ra sao? Liệu họ có thể xóa cát tị hung, tìm cho mình bến bờ của sự bình an, hưng vượng, phúc lộc viên mãn hay không? Tất cả sẽ được luận giải ngay sau đây. Về sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần 1974 từ 50 đến 60 tuổi này nói chung khá thuận lợi. Bạn có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Mối quan hệ giữa bản mệnh với lãnh đạo, với nhân viên cấp dưới hay đồng nghiệp đều hài hòa, tạo tiền đề để cho sự thăng tiến dễ dàng. Bước vào tuổi Ngũ Tuần, bản mệnh nên tận dụng khả năng ngoại giao của mình để mở rộng thêm các mối quan hệ của mình. Như vậy thì bạn dễ nhận được sự đề bạt, ủng hộ của mọi người. Mà khi khó khăn xảy đến, cũng sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ. Theo sự nghiệp 12 con giáp, được cát tinh Thái Dương hỗ trợ, con giáp này đặc biệt là nam mệnh, có động lực để cố gắng không ngừng. Nó cũng đồng thời thúc đẩy tham vọng, thôi thúc bản mệnh hành động, đạt được mục tiêu đã đề ra. Giáp Dần 1974, tuy hơi cục cằn nhưng khả năng làm việc lại đáng kinh ngạc. Đặc biệt là đối với sự phát triển của thị trường mới nổi, những khách hàng lớn khó xử lý, nhiệm vụ càng khó càng khơi dậy được tiềm năng phi thường của họ. Tuy nhiên, việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân thực sự là thiếu sót của họ. Nhưng chỉ cần họ gặp được người có thể đánh giá cao họ, Giáp Dần thực sự có thể tỏa sáng trong mọi vị trí. Ai tự mình khởi nghiệp thì nên chọn hình thức kinh doanh độc lập. Sau khi mở rộng quy mô kinh doanh thì nên chọn hình thức độc tài một người.
Sự nghiệp bắt đầu hoàn thành vào những năm 36 và 42 tuổi, tiền bạc vẫn ở trong một mức độ không cao lắm. Có thể nói rằng dư giả mà không có sự thiếu hụt, nếu có chỉ là một vấn đề tạm thời mà thôi. Nếu bạn có nhiều điểm sáng và khá thành công trong sự nghiệp nhưng không có địa vị cao, bước sang tuổi trung niên, sự nghiệp bắt đầu hoàn thành vào những năm 36 và 42 tuổi, họ mới có cuộc sống sung túc, đủ đầy, vui vầy, hưởng phúc từ con cháu. Hồ gỗ là người rất hào phóng, hết sức trung thành. Họ sẵn sàng bảo vệ bạn bè và sẽ dành thời gian, sự chú ý và tiền bạc cho những người cần đến chúng. Nếu bạn phải một mình tham gia trận chiến và cảm thấy quá lo lắng, thì Giáp Dần chính là người đồng hành lý tưởng. Người sinh năm này không quá nổi loạn như những tuổi Dần còn lại, nhưng vẫn biết cách giải quyết tình huống một cách nhanh gọn và không sợ đối đầu. Đổi lại khi cần, Giáp Dần cũng luôn nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ tích cực của bạn bè người thân. Tuy nhiên, sự nhiệt thành cao độ có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của họ. Giáp Dần cần có thời gian để cân bằng cảm xúc và nạp thêm năng lượng. Hồ gỗ không có khả năng tập trung lâu. Vì vậy mà họ thường xuyên tìm ra các phương án thúc đẩy bản thân hoàn thành công việc. Giáp Dần cũng cần nhận thức được tính khí nóng nảy của mình, không để nó chi phối hay gây đau đớn cho bản thân hoặc những người thân xung quanh. Các lĩnh vực như tư vấn, giáo dục, ngoại giao hay kinh doanh họ đều có những biểu hiện xuất sắc. Tuổi Giáp Dần có lộc nên kinh doanh có duyên buôn may bán đắt. Lĩnh vực quản lý tài chính, làm nông nghiệp hay các lĩnh vực như văn phòng liên quan đến gỗ, giấy, quần áo, vải vóc đều có thể giúp tuổi Giáp Dần đạt tới những thành công lớn. Về tài lộc, từ năm 50 đến 60 tuổi, vận trình của con giáp này căng lên như diều gặp gió, như thuyền gặp nước, tăng tiến không ngừng, dần chạm đến mức đỉnh điểm. Bất kể là làm việc gì, người tuổi Giáp Dần cũng có vận khí tốt vô cùng, thành công nối tiếp thành công. Đặc biệt đến 2028, những người cầm tinh con hổ sẽ được thần tài ưu ái rất nhiều, cho họ nhiều cơ may kiếm tiền, tài lộc cứ thế mà ùn ùn kéo tới, chẳng ai có thể cản nổi. Tiền bạc rủng rỉnh trong tay, hứa hẹn một tương lai tươi sáng sắp đến với con giáp này. Mà không chỉ chính tài có thêm thu hoạch đâu nhé, thiên tài cũng đang soi đường chỉ nước bước cho bản mệnh. Chuyện làm ăn kinh doanh cực kỳ tốt, ai mà làm nghề tay trái thì có thêm những hướng phát triển mới trong tương lai. Hãy cố gắng nắm bắt thời cơ thật tốt nhé. Chắc chắn sắp đến ngày cầu được ước thấy, vạn sự như ý, tiền đổ về túi mà đếm tiền cũng muốn liệt đôi tay luôn rồi đó. Giáp Dần suy nghĩ nhanh nhẹn và hoạt bát, rất năng động. Sự công nhận giá trị từ người khác và đề cao địa vị có thể nâng cao hơn nữa động lực phấn đấu của nam Giáp Dần. Công danh tuổi nhỏ có phần lên cao, nhưng sau phải trở xuống đến mức độ trung bình. Đường tiền bạc tuy làm ra tiền nhưng lại không giữ được, tiền vào túi này lại ra túi khác. Tuổi Giáp Dần nhờ có tài lại hưởng lộc cách nên tiền nong không bao giờ thiếu. Gần 30 tuổi nhiều người đã tích lũy được tiền bạc rồi, càng về già cuộc sống của họ càng sung túc, giàu sang. Về tình cảm, tuổi Giáp Dần đúng bản chất của dòng suối lớn, có lúc chảy xiết, có lúc bình lặng. Trong tình cảm sóng gió nhiều, thường có những cuộc tranh luận, mâu thuẫn, ghen tuông, nhưng có những lúc mãnh liệt, trào dâng. Khi làm bạn với họ, bạn sẽ cảm thấy sự sâu lắng bề ngoài, sôi nổi trong nội tâm, luôn biết quan tâm tới người khác. Hồ sinh năm 1974, có một trái tim háo hức, ấm áp, dưới vẻ ngoài mạnh mẽ của mình. Vì gia đình không đủ hạnh phúc trong thời thơ ấu, họ hy vọng rằng tổ ấm sau này của mình có những người bạn đồng hành ấm áp và bền chặt. Nữ Giáp Dần phải đặc biệt thận trọng khi yêu, kẻo bị người đời lừa lọc làm tổn thương, bỏ lỡ một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Trong cuộc sống vợ chồng, bạn không ham hiểu lời ngon tiếng ngọt nhưng lại rất mực thủy chung son sắc, hết mực yêu thương bạn đời và con cái. Chỉ là cuộc hôn nhân có thể buồn tẻ và không lãng mạn. Tất cả những điều này có thể được thay đổi khi có con, việc ở bên đứa trẻ có thể truyền cảm hứng cho sự sôi nổi và vui vẻ của bạn. Về sức khỏe, bạn nên lưu ý sức khỏe về tim mạch, mắt, nhất là những ai có mầm bệnh. Nên đi kiểm tra nếu thấy dấu hiệu bất ổn, kể cả vấn đề tiêu hóa, vấn đề sức khỏe gây ra bởi chế độ ăn uống sẽ là vấn đề phổ biến nhất. Ở giai đoạn đầu của tuổi trung niên, tình trạng thể chất của bạn tồi tệ hơn nhiều so với trước đây. Nếu bạn không chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống, sức khỏe của bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta đều biết rằng, bất luận là nói chuyện, làm việc hay làm người đều không thể tùy thích, đều cần phải tuân theo những nguyên tắc nhất định. Dưới đây là những lời dạy của cổ nhân, là kết tinh trí tuệ lưu lại cho hậu thế.
cũng là những ba đại kỵ trong việc nói chuyện, làm việc và làm người, kẻo lộc tổn mệnh suy, rước tai ương về nhà. Điều cấm kỵ thứ nhất, nói chuyện không thể tùy miệng. Trong sách cổ được khai quật, miệng là cổng chính của tâm, nếu giữ miệng không nghiêm thì tất cả những bí mật trong tâm đều bị lộ ra ngoài hết. Ý là chân của tâm, nếu phòng ý mà không nghiêm thì sẽ dễ đi vào đường tà. Miệng của chúng ta chính là người phát ngôn nội tâm của chúng ta. Nói như thế nào, không nên nói gì kỳ thực không phải do miệng quyết định mà do nội tâm của một người quyết định. Có những việc không nói ra sẽ có kết quả tốt đẹp hơn rất nhiều lần nếu do thuận miệng mà để lộ ra ngoài. Trong cuộc sống có một số người nhanh mồm nhanh miệng, thường nói mà không suy nghĩ kỹ. Kỳ thực thói quen ấy nên cải sửa, nó không chỉ làm tổn hại bản thân mà hại cả người khác. Đối với việc của bản thân không thể tùy tiện giải bày, đối với việc riêng của người khác càng không thể tùy tiện tiết lộ, bởi vì người khác thổ lộ bí mật với chúng ta là xuất phát từ sự tin tưởng, tín nhiệm chúng ta. Khi chúng ta bán đứng tín nhiệm của người khác thì tương lai ai sẽ là người tin chúng ta? Khi tức giận, hai người có thể lặng lặng rời xa nhau, thì khi hết giận họ có thể trao đổi để hiểu thấu lòng nhau. Nhưng nếu vẫn hai người ấy chỉ vì bực tức mà dùng từ ngữ tùy tiện không kiểm soát, gây nên phẫn nộ, thì mối quan hệ này sẽ dễ dàng đi đến kết thúc, thậm chí mâu thuẫn sẽ đi đến đỉnh điểm. Con người chỉ mất 2 năm học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Cho dù là ai thì cũng không nên nói quá nhiều. Khi tâm rối loạn thì hãy đợi bình tâm rồi từ từ nói. Nếu thực sự không có gì để nói, thì giữ im lặng là cách tốt hơn cả. Điều cấm kỵ thứ hai, làm việc không thể tùy tâm. Trên thế gian này, sự việc gì cũng đều là có giá cả tương xứng. Nếu một người muốn thu được kết quả gì thì cần phải bỏ ra công sức tương xứng. Nếu bạn muốn vào trường danh tiếng thì phải nỗ lực đủ nhiều. Nếu bạn muốn tìm được công việc như ý thì phải có năng lực đủ lớn. Một người không thể muốn làm việc gì liền làm việc đó. Mỗi người chúng ta đều có thân phận khác nhau. Cha mẹ là trụ cột trong gia đình, phải gánh vác trách nhiệm với gia đình. Thầy cô là người dạy dỗ đào tạo học sinh, phải có trách nhiệm đối với học sinh. Mỗi người đều có vị trí, có nhiệm vụ riêng của mình. Trách nhiệm đó là lớn hơn sở thích cá nhân. Rất nhiều lúc chúng ta không thể hành xử tùy theo tâm tư, cũng không thể làm việc tùy theo cảm xúc hay tâm trạng của bản thân mình. Lúc phẫn nộ, nếu chúng ta không kiểm soát được thì sẽ tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Nếu chúng ta vui vẻ hay sầu bi quá mức, bị tâm trạng dẫn động làm việc, thì những phiền toái sẽ mãi không ngừng. Vậy nên có thể nói, tâm thái khi làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến đời người. Người nào có thể kiểm soát được tâm thái làm việc thì sẽ kiểm soát được cuộc đời của bản thân. Điều cấm kỵ thứ ba, làm người không thể tùy ý. Làm người cần phải có cả lương tri và chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Người xưa đề cao sự thận trọng, ngay cả khi đang ở một mình cũng cần ước thúc bản thân. Một người bất kể trong tình huống nào cũng cần phải giữ vững nội tâm, không làm không nghĩ những việc trái với lương tri. Con người một khi làm những việc trái với lương tri thì sẽ chịu sự trừng phạt của lương tâm. Rất nhiều người vì sai lầm nhất thời mà cả đời hối hận, tiếc nuối. Người ta khi làm việc trái đạo đức, dù không bị pháp luật chế tài thì cả đời họ cũng sẽ bị lương tâm trừng phạt. Những người ấy kỳ thực vẫn có lương tri và chuẩn mực. Đáng sợ nhất là kiểu người không có chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Người như thế sẽ không có ai nguyện ý kết giao vì họ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, khiến mọi người e sợ mà tránh xa. Xã hội là có quy tắc, làm người cũng có nguyên tắc, chỉ những người thiện lương mới được người khác kính trọng và tán dương. Thấy sự biến đổi huyền ảo khôn lường, đời người trải qua mấy chục năm rồi cũng hết. Cho nên trong mấy chục năm ngắn ngủi ấy, sống làm sao để khi chúng ta về già không phải ngày đêm hối hận vì đã cô phụ cuộc đời mình thì cuộc đời này mới có ý nghĩa. Quý bản mệnh tuổi Sắp Dần thân mến, người xưa dạy rằng một người muốn làm được việc lớn nhất định phải có lòng bao dung quảng đại. Đức mà không có thì không thể làm nên đại sự. Cho nên người nhân hậu ắt có phúc báo sâu dày. Bạn hãy lắng nghe câu chuyện vô cùng ý nghĩa sau đây để cải biến vận mệnh như ý. Mọi người đều khao khát được công thành danh toại, thế nhưng quá mức truy cầu thì lại là điều không tốt. Trang Tử viết: Vinh nhục lập, nhân hậu đổ sở bệnh, hóa tài tụ, nhân hậu đổ sở tranh. Khi vinh và nhục trên thế giới này được thiết lập thì các tệ nạn của nhân tính cũng bộc phát. Khi hàng hóa tài phú được tích tụ thì các loại tranh đoạt cũng thuận theo mà đến. Lòng tham nếu không được kiềm chế vững chắc thì sẽ mãi chìm đắm trong danh lợi mà không thể tự thoát ra được.
Nếu suy nghĩ cẩn thận một chút thì sẽ thấy nhân sinh như mộng, con người sinh ra với hai bàn tay trắng, chết đi thì thân xác thịt hóa thành tro bụi, mang không nổi một đám mây, cớ gì lại hãm sâu vào công danh lợi lộc tới mức không thể thoát ra. Suốt cuộc đời người vì điều gì bận rộn, tự mình không biết rõ. Có thể học được cách buông xuống mới có thể giúp cho tâm hồn được thanh tĩnh. Chúng ta nỗ lực chăm chỉ làm việc một cách thiết thực, làm mà không cầu, cái có tự nhiên sẽ có, vậy thì sẽ đạt được vui vẻ biết đủ.